Sư cho con hỏi, tội ngũ nghịch là làm cho thân Phật chảy máu, có phải chỉ có trong thời Phật còn tại thế không? Con thấy người ta đồn đập bể tượng Phật hay phỉ báng kinh Phật thuyết là phạm tội ngũ nghịch, làm cho thân Phật chảy máu, xin sư giải thích giùm con. Một cái vấn đề như thế này. Khi mà quý Phật tử đó thờ một cái tượng Phật đó, thì thường là chúng ta quy định rằng kể từ đây tôi xem cái bức tượng này là kim thân của Đức Thế Tôn. Từ Chư Tăng đến Phật tử, chúng ta đều thường có một cái quy định như vậy, và chúng ta gọi đó là cái lễ an vị Phật. Thực tế cái mà gọi là lễ an vị Phật đó, là khi chúng ta quyết định xác định rằng kể từ đây chúng ta coi cái tượng đó như là kim thân của Phật, thì khi đó đó nếu mà chúng ta có một cái hành động bất kính thì nó cũng gần như là chúng ta bất kính đối với Đức Thế Tôn, bởi vì chúng ta đã quy định với nhau thì đây là Đức Thế Tôn. Thành ra nói gì thì nói thì không có nên, không có nên, không có nên làm những cái việc bất xứng đối với tượng Phật. Còn cái chuyện mà chúng ta mà làm vỡ tượng Phật thì phải xem coi là chúng ta có chủ ý đó hay không, có cố ý làm cái chuyện đó hay không, có cố tình làm chuyện đó hay không. Nếu như chúng ta cố tình, cố ý, có chủ ý đó, thì theo ý kiến cá nhân sư thôi. Bởi vì sao? Bởi vì chuyện này không có được nhắc tới trong kinh tạng. Ý kiến cá nhân sư thôi. Thì cái này nó phạm tội thì nó cái tội nó nặng, tại vì nó thuộc về cái việc là phỉ báng Đức Thế Tôn, không có tôn kính Đức Thế Tôn, tấn công Đức Thế Tôn. Nhưng mà chưa đến mức ngũ nghịch, chưa đến mức ngũ nghịch. Tại vì cái tội mà làm thân Phật chảy máu thì phải thật sự nó là máu mới được. Thật sự nó phải chảy ra máu mới được. Đấy. Còn cái việc mà hủy báng kinh Phật thuyết á, thì chúng ta phải xem xét coi đầu tiên là kinh này có phải là Phật thuyết hay không. Đấy. Nếu như mà nó không phải là kinh Phật thuyết thì chúng ta nói thẳng là không phải kinh Phật thuyết. Tại vì tại sao sư nói vấn đề này? Tại vì có một số tác phẩm đời sau, có một số tác phẩm đời sau người ta tự chế ra và người ta gọi đó là kinh Phật, và để tránh cho bị nghi ngờ đó, để giống như là bị chụp mũ trước đó. Để tránh cho người không có cho người ta dám nghi ngờ đó, thì hăm dọa kiểu là cái kinh này là không được nghi ngờ đấy, bởi vì nghi ngờ nó là phỉ báng kinh Phật thuyết. Nếu mà nói đây không phải là kinh Phật thuyết đó, thì đây là phỉ báng Đức Thế Tôn, đó là phạm tội ngũ nghịch, thì cái đó chúng ta phải coi lại. Tại vì có một số trường hợp họ giả mạo đó, rồi họ hù dọa chúng ta, thì chúng ta nên dùng cái trí tuệ để chúng ta xem xét, chứ không có nên dễ dàng bị hù dọa như vậy. Rồi trong trường hợp mà đó thật sự là kinh của Đức Phật thuyết mà chúng ta phỉ báng, thì chúng ta phạm vào cái lỗi là phỉ báng pháp bảo. Cái lỗi này là lỗi cũng rất là nặng, lỗi rất là nặng, nhưng mà không nặng đến mức ngang với ngũ nghịch. Bởi vì tại sao gọi là ngũ nghịch? Ngũ nghịch là cái tội là đi địa ngục cho đến hết cái phần còn lại của trái đất, không thể làm khác được, có nghĩa là không thể thay đổi được. Dù cho anh có cúng dường đến Phật đi chăng nữa, dù cho anh có làm cái kiểu gì đi chăng nữa, thì anh cũng không thể thay đổi được sự thật. Đấy, thì đó được gọi là ngũ nghịch, có nghĩa là
không thể nghịch chuyển được cái quả báo của cái hành động ác nghiệp mình đã làm. À, cái còn cái việc là mình phỉ báng pháp, phỉ báng chánh pháp á, tội mặc dù là tội nặng đấy, tội nặng nha, chứ không nói là tội nhẹ, tội rất là nặng nha, nhưng mà nó không có so được với cái ngũ nghịch.